Viện Nghiên cứu Y xã hội học cho biết, hiện nay tình trạng trẻ em thừa cân béo phì ở một số thành phố của Việt Nam đã ở mức cao so với trung bình của châu Á và các nước đang phát triển. Điển hình nhất là thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ 9,6% trẻ em bị thừa cân, béo phì. Ở khu vực trung tâm thành phố thì mức tỷ lệ này lên tới trên 12%, trong khi mức trung bình toàn cầu khoảng 6,9%. Phân tích về vấn đề này, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, những thay đổi về kinh tế xã hội đã dẫn đến những thay đổi về lối sống và khẩu phần ăn của người Việt Nam, nhất là ở các vùng đô thị. Cơ cấu khẩu phần ăn của trẻ em đã thay đổi cả về lượng và chất, có xu hướng giảm chất bột, tăng chất đạm và đặc biệt là chất béo. Điều đó một mặt giúp cải thiện tình trạng thiếu dinh dưỡng cho trẻ, nhưng mặt khác lại làm tăng nguy cơ thừa dinh dưỡng, dẫn đến béo phì, thừa cân và các bệnh mãn tính không lây.